Lăng giật xuống nhà thì cơm cũng được Khương Tị Kỳ nấu xong. Anh nhìn bóng lưng cô đứng trong bếp, còn đeo tạp dề. Một người vợ đảm đang có, xinh đẹp có, công dung ngôn hạnh, cái gì cũng đều hoàn hảo. Chỉ là cô không tin tưởng anh. Gương mặt nghiêm nghị của anh nhìn cô, dựa vào tường, khoanh tay lại nhìn cô chăm chú. Lâu lâu lại nở ra nụ cười nhàn nhạt, khương tịnh kỳ nhìn anh xong lại rời mắt đi chỗ khác anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen cùng với chiếc quần tây đen mà lại có thể cuốn hút như thế cô không thể để anh dụ dỗ anh bước lại vòng tay qua ôm cô từ phía sau lưng cằm đặt lên vai cô anh nhắm mắt hưởng thụ giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng kỳ em nói xem có được người vợ cái gì cũng tốt như em anh phải làm thế nào đây không thể để em rời xa anh nên là em cũng đừng mong có ý định sẽ rời khỏi anh anh không ngại dùng biện pháp mạnh nếu như anh biết em có suy nghĩ đấy đâu lăng giật anh từng giết người từng khiến người khác phá sản từng chết đi sống lại tay cũng nhuộm đầy máu rồi nên em không yêu anh thì em cũng phải ở bên cạnh anh cả đời này của em cũng đừng mong rời khỏi anh lời nói của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến khương tịnh kỳ đứng hình cô biết anh không có tốt lành gì nhưng nói hết cho cô nghe như vậy là đang đe dọa cô sao anh thật sự giết người rồi thật sự chẳng có gì khiến anh cảm thấy sợ hãi nữa sao Lăng giật còn có thể tàn nhẫn nói ra những lời này để đe dọa cô. Bắt cô bên cạnh anh, càng khiến cô muốn rời khỏi anh hơn. Vậy sao? Khương Tịnh Kỳ khẽ lên tiếng, trông vô cùng thản nhiên, không chút mảy may. Ừ, ăn cơm thôi, anh còn phải đến công ty. Lăng giật buông cô ra, anh bước đến ghế ngồi tùy tiện ngồi xuống, Khương Tịnh Kỳ bưng một bát canh thịt băm ra, đặt giữa bàn ăn. Sau đó mới cẩn thận ngồi xuống bên tay trái của anh. Cô im lặng không nói, chỉ chăm chú ăn phần của mình. Lăng giật lại tiếp tục gắp thức ăn cho cô, khiến cô có chút khó chịu. Vì cô ăn rất ít, anh lại gắp nhiều như vậy. Đến khi nào cô mới ăn cơm xong chứ? Thật sự muốn mở miệng mắng anh quá đi. Kỳ nhi, sau này hạn chế gặp ca bằng khôn một chút. Cậu ta không tốt như em nghĩ. Lăng giật lạnh giọng nói. Anh chỉ muốn nói với cô như vậy thôi. Vì sau này, khả năng cao, ca bằng khôn sẽ gây nguy hiểm cho cô. Khương Tịnh Kỳ ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh. Anh cũng đâu có tốt lành gì. Ít nhất, cậu ấy còn chúc sinh nhật cho tôi giờ này anh mới nhận ra xem ra cô vẫn còn rất tức giận chuyện anh thất hứa nhưng anh cũng đâu có muốn như vậy cũng chẳng thể nói cho cô những chuyện đã xảy ra nếu cô biết được chắc chắn sẽ lo lắng lăng giật dùng bữa trưa xong lên đến công ty anh có hẹn với tần vũ phong lần này xem ra giải quyết từng người từng người một của mộ cần phong anh thật sự cảm thấy nếu càng kéo dài tương lai sẽ bị lặp lại mất. Chiếc BMW đậu lại trước lăng thị. Tần Vũ Phong cũng đã đến đợi sẵn ở phòng làm việc của Lăng Duật. Đến sớm như vậy sao? Lăng Duật bước vào, giọng điệu nhàn nhạt, không nóng không lạnh vang lên. Tôi bảo cậu đợi người của Tần Môn hộ tống về, vậy mà tới 6 giờ cậu đã về đến thành phố rồi tần vũ phong có chút tức giận cậu ta không phải tức giận vì chuyện lăng giật bỏ về không nói mà là lăng giật lại mạo hiểm trong khi vừa mới bị ám sát xong lăng giật ngồi xuống đối diện với tần vũ phong đôi mắt đen láy chất chứa nhiều nguy hiểm anh cầm lấy ly rượu vang nhấp một ngụm cũng may là về sớm nếu để tin tức đó lan truyền rộng ra thì tôi chết chắc con biết sợ Tần Vũ Phong nhếch mép cười Chuyện cậu điều tra sao rồi Lăng giật cười nhạt Anh lắc lư ly rượu rồi lên tiếng Tần Vũ Phong lấy ra một chiếc USB đặt xuống bàn Ở đây có toàn bộ dữ liệu mà Tần Môn tra ra được Ca Bằng Khôn bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên rồi Tháng sau Mộ Cẩn Phong sẽ có chuyến về đây Thiên Long là người hộ tống còn chuyện tin tức chính là trương tuệ minh cho người làm mẹ tôi nói nếu muốn bảo vệ vợ cậu thì mang cô ấy đến tần môn mà học hỏi dù sao dạo này vợ tôi em ấy cũng ở đó lăng duật rơi vào trầm tư anh biết mẹ của tần vũ phong chính là cao thủ bắn súng giỏi võ cũng giỏi chỉ thua kém chú tần một chút nếu để tịnh kỳ đến đó sẽ an toàn cho cô. Dù sao gì tần cũng không phải dạng tầm thường. Để cô đến đó sẽ cực khổ, nhưng đổi lại cô sẽ tự bảo vệ được bản thân. Cậu nói đúng, con đường chúng ta đi dù là bạch đạo hay hắc đạo cũng đều có nhiều nguy hiểm. Kẻ muốn giết tôi và cậu cũng không ít. Để người phụ nữ của mình bên cạnh chịu nguy hiểm cùng chỉ có thể là những tên bỉ ổi anh mỉm cười nói với tần vũ phong anh ta nghe anh nói xong lên bật cười con đường này không những nguy hiểm mà khả năng mất mạng cũng rất cao bọn anh dù tính thế nào cũng không thể tính được chuyện thiên long đứng sau mộ cần phong cao bằng khôn ở bên kia vốn muốn bỏ qua cho khương tịnh kỳ dù sao anh ta cảm thấy cô cũng có chút đáng thương vì cô là người không liên quan. Nhưng cái sai ở đây thì cô lại là người phụ nữ mà Lăng ruột yêu, nên anh ta bắt buộc phải dùng đến cô. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Khương Tịnh Kỳ. Đổ chung một lúc cô mới nhấc máy, giọng nói vô cùng êm tai. Alo, bằng khôn, có chuyện gì sao? Tối nay cậu rảnh không? Tôi vừa mới biết được một chỗ bán đồ ăn rất ngon. Sẽ sang chờ cậu đi, Ca bằng khôn khôi phục lại dáng về thường ngày Mà cậu ta đối diện với Tịnh Kỳ Ừ cũng được Dù sao tôi cũng định ra ngoài mua một ít sách Khương Tịnh Kỳ ở đầu dây bên kia có chút do dự Nhưng cũng đồng ý Vì ca bằng khôn dường như Cậu ta đối rất tốt với cô Lúc nào cậu ta cũng đều ở bên cạnh cô Nhưng Khương Tịnh Kỳ quá đơn thuần Cô làm sao biết được đằng sau những việc đó lại là một ca bằng khôn mưu mô, luôn muốn đẩy cô vào miệng cọp, luôn muốn giết chết cô vì lợi ích của bản thân anh ta. Ca bằng khôn dựa vào sofa nhìn chiếc điện thoại mỉm cười nham hiểm. Nhiệm vụ của anh ta quá đơn giản. Chưa kể bài báo tối qua đã có thể giúp anh ta một phần rất lớn. Xong chuyện lần này, Trương Tuệ Minh nhất định sẽ là của anh ta. Nụ cười vô cùng nham hiểm, nhưng ngay cả cậu ta cũng không biết được. Sâu thẳm bên trong lòng cậu ta, mầm mống mang tên Khương tịnh Kỳ, đang sinh sôi từng ngày, còn hơn cả Trương Tuệ Minh. Khương tịnh Kỳ chọn một chiếc áo len ôm cơ thể, tay dài của lọ, cùng với chiếc quần jean ống suông đóng thùng bên ngoài, khoác lên chiếc áo khoác dày dạng vết dài đến gối, trông vô cùng kín đáo. Hôm nay cô muốn đi mua sách. Khương Tịnh Kỳ có một niềm đam mê với sách, đặc biệt là sách xuất bản lâu đời của các nhà bác học nổi tiếng cô lại càng thích hơn. Đúng 5 giờ chiều, Cao Bằng Khôn đã lái xe đợi cô trước cửa. Khương Tịnh Kỳ xoay đầu nói với quản gia trong nhà nếu không nói lăng giật về anh ấy sẽ lại nổi trận lôi đình mất quản gia con đến nhà sách với bạn một lát sẽ quay về quản gia nhìn cô khẽ gật đầu thiếu vô nhân cứ đi đi cô bước ra ngoài rồi vào ghế phụ trong xe xe từ từ lăn bánh ánh mắt quản gia dõi theo chiếc xe đó liền âm thầm lấy điện thoại gọi cho lăng giật vì cảm thấy câu chuyện bất an hai người họ đi đến một con phố nhỏ ở đây đúng là có quán ăn mới được mở nhìn trông khá đông còn có người đứng đợi mua mang về nhà cô cùng cao bằng khôn bước vào bên trong cũng may là anh ta đã đặt bàn trước kỳ kỳ những món ở đây nghe nói đều rất ngon đấy cao bằng khôn nhìn gương mặt nhỏ nhắn trông có chút tâm trạng không mấy vui vẻ khương tịnh kỳ nâng mắt nhìn cậu ta thật sao cô không những thích sách mà còn thích đồ ăn ngon nữa ước mơ của cô chính là được thử tất cả các món ngon trên thế giới này ca bằng khôn gật đầu đột nhiên điện thoại cậu ta trên bàn vang lên cánh tay của cậu ta vô cùng nhanh đã chụp lấy điện thoại khiến khương tịnh kỳ có chút bất ngờ mắt quét ngang chỉ nhìn được một chữ chương Cậu gọi món đi, tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút. Ca bằng khôn đứng dậy, cầm thét điện thoại mà ra ngoài. Cô cũng chẳng chút nghi ngờ mà ngồi đợi. Cao Bằng Khôn đứng ở một góc khuất bên ngoài quán ăn. Quán ăn này là của một người quen của anh ta, nên anh ta rất rõ đường đi nước bước. Alo, em nghe đây. Cao Bằng Khôn vô cùng nhẹ nhàng kèm theo sự yêu chiều của anh ta dành cho trương tuệ minh đầu dây bên kia là giọng của trương tuệ minh có chút bực tức nói cậu đi ăn với khương tịnh kỳ cô ta vốn không thích chuyện người mình thích lại đi cùng tịnh kỳ ừ là vì kế hoạch chị nói xem nếu em đưa cô ta lên giường sau đó lăng giật đến thì có phải sẽ có kịch hay để xem không lúc đó chị không cần tốn công loại bỏ khương tịnh kỳ nữa ca bằng khôn đút một tay vào túi quần ánh mắt vô cùng nham hiểm nhìn xa xăm trương tuệ minh liền nhanh chóng đáp lại cậu ta nếu cậu phải làm cô ta cả đời này cũng đừng mong tôi cho cậu cơ hội ca bằng khôn nhếch mép nụ cười mang theo bao nhiêu sự tính toán chị nói xem cô ta một chút cũng không bằng chị ba vòng đã không bằng chị thì làm sao kinh nghiệm trên giường qua được chị chứ em chỉ thích loại người như chị chỉ một mình chị anh ta cũng không phải chưa từng thử qua loại phụ nữ chỉ là anh ta thích loại như trương tuệ mình kinh nghiệm có lại còn vô cùng trưởng thành dám nghĩ dám làm nhưng cậu ta thật sự hôm nay ra đường không coi ngày rồi một lực đạp từ phía sau lưng đạp tới, khiến anh ta choáng váng nhào ra phía trước. Cao Bằng Khôn vội tắt máy giữ thăng bằng, quay đầu lại nhìn người đã đạp mình. Gương mặt của lăng giật lúc này, chẳng khác gì quỷ sa tăng. Vốn dĩ anh đến đây mang cô về, lại vô tình nghe tin rác rưởi này nói chuyện về cô. Cậu ta thật sự muốn chia rẽ anh và tịnh kỳ như vậy miệng còn không ngừng nói ra những lời vô cùng khó nghe lăng giật ánh mắt như viên đạn muốn ghim vào người cậu ta anh nhanh chân tiến lại gần vung thêm một nắm đấm vào mặt anh ta khiến anh ta lần nữa đứng không vững thằng chó mày dám có ý định động vào người phụ nữ của tao tao nhất định không bỏ qua cho mày lăng giật nhìn cậu ta lời nói mang nhiều khí lạnh khiến ca bằng khôn có chút dùng mình. Lăng tẩm, người phụ nữ của anh không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng vì anh. Ca bằng khôn nhếch mép, lau đi vệt máu trên khuế miệng. Lăng giật nắm lấy cổ áo của cậu ta. Một thằng nhóc mới lớn như mày. Vốn chẳng thể biết được sự tàn nhẫn của cuộc sống Thì tốt nhất đừng động vào cô ấy Nếu không ngay cả mộ cần phong cũng không cứu nổi mày. Nhưng cao bằng khôn làm sao chịu thua được? Cậu ta mỉm cười, ánh mắt đột nhiên lóe lên khi thấy Khương Tịnh Kỳ từ bên trong bước ra. Tôi thích động đấy, tôi thật sự tò mò, nếu người phụ nữ của anh ở dưới thân tôi rên gì thì sẽ thế nào nhỉ, lăng tổng? Cao bằng khôn lên tiếng khiêu khích sự nhẫn nại của anh. Ánh mắt của lăng giật đột nhiên đỏ chót, tức giận đến mức muốn giết chết ca bằng khôn. Anh không ngừng vung nắm đấm vào mặt anh ta, thẳng chân đá anh ta ra xa. Rút súng, chĩa thẳng vào đầu ca bằng khôn. Nhưng Khương Tị Kỳ đứng gơ người, khi chứng kiến một màn, cô không khỏi run rẩy khi nhìn thấy lăng giật tận tay đến ca bằng khôn đến mức chết đi sống lại bây giờ còn rút súng chĩa vào ca bằng khôn. Lăng giật, anh mau dừng lại. Cô hét lớn, rồi chạy đến chắn trước mặt ca bằng khôn, đưa mắt chán ghét nhìn anh. Lăng giật có chút sững sờ khi nhìn thấy cô nhìn anh mà ánh mắt chán ghét như vậy, khiến cả thân anh cứng đờ không thể động đậy. Anh làm cái gì vậy? sao anh lại đánh người khác đến lúc này chứ lăng giật anh rốt cuộc có còn là con người nữa không khương tịnh kỳ lúc này dù không biết chuyện gì nhưng nhìn những thương tích của ca bằng khôn mà không khỏi tức giận lớn tiếng nhìn anh quát anh nhếch mép nhìn cô nở một nụ cười nhạt giọng không nóng cũng chẳng lạnh cứ bình bình mà nói nếu em ra trễ một chút thì tôi không đánh cậu ta đâu Mà là bắn chết loại rác rưởi như cậu ta đấy Khương Tịnh Kỳ Rốt cuộc em còn phân biệt được đúng hay sai không? Lại đi cùng cậu ta Nếu anh không có ở đây thì mọi chuyện sẽ ra sao? Lăng giật lúc này cũng tức giận không kém Vì cô không chịu nghe những lời anh đã cảnh cáo Ánh mắt của cô vô cùng chán ghét anh cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là anh đang nghĩ ký gì cao bằng khôn chẳng làm gì sai cũng chẳng tổn hại gì đến cô anh đừng có vô lý như vậy cậu ấy chẳng làm gì cả là do anh muốn đánh người vô cớ khương tịnh kỳ nhìn anh lửa giận trong người vẫn chưa nguôi lăng giật cười khổ anh buông khẩu súng xuống, xuống ánh mắt mang sự thất vọng nhìn cô chăm chú. Cô cho là anh vô lý, vô cờ đến người khác. Thì cứ xem là vậy đi, anh cũng chẳng có lời nào để giải thích cả. Ca bằng khôn, như những gì ta đã nói, tốt nhất, mày đừng để tao giết chết mày. Lăng giật nói xong liền đứt ngang người cô. Anh lạnh lùng đến mức không muốn nhìn lấy cô anh thật sự không còn gì để nói nữa rồi cô không tin anh thì chỉ còn cách để cô tự mình nhìn thấy tự mình chứng kiến hết tất cả không đón cô về anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa lạ thường khương tịnh kỳ xoay người nhìn ca bằng khôn cô khẽ đưa tay chạm vào cậu ta lịch sự nhìn cậu ta với vẻ mặt áy náy Xin lỗi cậu, đều tại tôi mà cậu mới như thế này. Không sao đâu, là do anh ấy hiểu lầm thôi. Cao Bằng Khôn nặn ra một nụ cười gượng nhìn Khương Tịnh Kỳ, đẩy áy náy nhìn cậu ta. Khương Tịnh Kỳ đưa Cao Bằng Khôn đến bệnh viện thì cũng đã trễ. Cô vào nhà. Cả căn nhà hôm nay tối om. Khi nãy bước vào cũng chẳng thấy xe anh. Vậy là Lăng Duật vẫn chưa về Cô mệt mỏi về phòng thay ra chiếc váy ngủ. Cô nhớ lại ánh mắt thất vọng của lăng giật nhìn cô. Sau đó anh lại lùng lướt qua cô, một cách vô tình. Cũng chẳng quay đầu lại, mà dứt khoát lái xe rời đi.